Và trở lại sân khấu này, chúng ta cùng đến với một người bạn rất là thân, một bạn đăng ký mà đích thân chú rể phải lên nói với MC Công Đạt là phải cho bạn của em là Nam, con ông Thế đúng không ạ? Xin mời em Nam cũng lên sân khấu đấy ạ. Đầu tiên cho phép Hoài Nam gửi tới câu các bà, các cô, chú một lời sức khỏe, một lời chào thân thương nhất. Và sau đây gửi tới bạn Đạt một ca khúc được mang tên Vườn Hoa Xa Rơi. Mong tình ta mãi như ngàn sao sáng trên trời.